Dạ vâng. Em xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đã quay trở lại với chương trình giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em. Vâng, hôm nay thì em lại có một cái chiếc xe mà ngon bổ rẻ nhưng phải chất lượng các bác nhé. Đó, em thì cái tiêu chí của em vẫn luôn là hướng tới cái chất lượng là cái đầu tiên. Đấy, cái chất lượng là của cái xe cũ phải là cái đầu tiên. Đấy, để em hướng tới. Vâng, tại vì bán cho các bác một cái xe cũ nó chất lượng về các bác đi. Đấy, các bác đi em bán xong cho các bác nó yên tâm, mà bán xong cho các bác nó cũng thoải mái, nó rất là vui. Vâng, cầm đồng tiền của các bác nó vui, nó không lo. Đấy, chứ tại vì là xe đẹp các bác ạ. Đấy, về các bác còn giới thiệu người thân, bạn bè cho em. Đấy là cái được lớn nhất của em. Đấy thì em thì em luôn bản thân em thì em từ trước đến giờ là em luôn thích làm xe đẹp, luôn thích làm xe chất. Và em thì em đã cũng trải nghiệm rất là nhiều, em đi xe rất là nhiều nên là em cũng biết đấy, những chiếc xe là em hay sưu tập những chiếc xe nào đẹp đấy, và giá cả lại hợp lý thì em sẽ giới thiệu để cho các bác nhà mình đấy, các bác nhé. Tại vì em thì em cũng trải nghiệm là khá nhiều dòng xe đấy, thì các bác nhà mình thì cũng mỗi người một điều kiện đấy, mỗi người một điều kiện đấy, thì là có thể là bác nào mà có điều kiện tốt thì có thể sở hữu được những chiếc xe đắt tiền một chút đấy, còn bác nào mà có tài chính vừa vừa đấy thì có thể là có thể sở hữu những cái mẫu xe mà vừa tiền nhưng mà vẫn là đẳng cấp, vẫn là đi sướng, vẫn là đẹp đấy. Vâng, thì hôm nay thì em giới thiệu đến các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, đó là Nissan Tenla. Đấy, một chiếc xe mới cũng rất là nhiều tỷ, rất là nhiều tỷ các bác ạ. Nhưng mà thực sự với các bác bây giờ thì giá nó cũng chỉ chưa bằng, nó chỉ ngang ngang xem một chiếc xe cỏ thôi các bác ạ. Đấy, con này là sản xuất 2009 các bác nhà mình nhé. Đấy, sản xuất 2009. Đó, một chiếc xe rất là đẹp. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp 2009 Nhật Bản. Một chiếc xe 2009 Nhật Bản. Đấy, biển cũng khá là đẹp này các bác này, biển thủ đô này. Biển thủ đô khá là đẹp này. Con này thì cái biển của nó rất là đẹp luôn các bác. 85669. 85669. Toàn số to thôi, toàn số sinh, số phát, số đẳng cấp. Rất là dài đúng các bác. Rất là dài, dài miên man luôn, phân khúc D các bác. Chỉ có hơn 300 triệu thôi. Các bác đã sở hữu một chiếc xe thuộc phân khúc D rồi. Con này thì rất là đẹp các bác nhé. Đấy, nó rất là đẹp nên là em mới giới thiệu cho các bác nhà mình cùng tham khảo. Đấy, để bác nào mà vừa túi tiền của mình cảm thấy phù hợp với mình đấy, thì có thể xúc chiếc xe này các bác nhé. Này các bác nhìn nó dài chưa. Đấy, giới thiệu đến các bác rất là dài đúng các bác. Mà Nissan đi nó cũng rất là lành các bác, thuộc phân khúc D cùng mâm với lại Toyota Camry, Sonata, rồi là những cái mẫu xe con này thì chạy thì nó cũng rất là đầm các bác. Vâng, thì rồi ok các bác, thì cũng để đỡ mất thời gian cho các bác nhà mình. Đấy, xe cũ mà đời này thì nó phải chất các bác nhé. Em thì các bác đã theo dõi kênh của em đều biết em chỉ có làm xe đẹp thôi, chỉ những chiếc xe chất, chỉ những chiếc xe đẹp thì mới được xuất hiện trên kênh của em thôi ạ. Đấy, thì đây các bác, em sẽ cho cái đời này các bác nhé, đời 2000 cái đời cũ như thế này, thì quan trọng nhất vẫn phải là cái máy các bác. Cái máy nó phải đẹp thì mới mua, còn cái máy mà nó đã kém thì là thôi các bác ạ. Rẻ ăn không mua, nhiều bác cứ ham rẻ nhưng mà thực sự các bác là các bác ham rẻ là nhảy xuống hố vôi ngay. Đấy, nhưng mà đây em chia sẻ các bác nhé, xe của em mộc mạc này, em chưa làm gì nhá, chưa rửa dọn gì. Đấy, nhưng mà đây các bác có thể quan sát đây. Cho bác nhà mình nhé xem này. Đây, cái xe cũ thì quan trọng nhất này các bác này. Đây, các bác cứ nhìn cái chân máy của em nó này. Đây, cái chân máy nó còn nguyên này. Đấy các bác nhá, chân máy này, ốc nhái còn nguyên này. Đấy, và cái tiếp theo là các bác này, đây các bác có thể nhìn từ cái con ốc này cũng vậy.
đây các bác nhá. Đấy, cái xe nó phải có hồn như thế này thì là mình vệ sinh thì nó mới sạch sẽ được các bác. Đấy, còn những chiếc xe mà đây các bác có thể nhìn từ cái gang của nó mặc dù nó cũ đây các bác này, để em sẽ zoom nhá. Đấy, nó đang bẩn nhá, nhưng mà con này đây các bác cứ nhìn từ cái ốc này của nó này, vuông thành sát cạnh đúng không các bác. Đời này thì máy phải chất, máy phải sạch, máy phải sáng sủa, máy phải tươi. Các bác nhìn đây, máy con này nó rất là tươi luôn. Từ những cái ốc chân máy chân niếc, ốc chân máy nó rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, em zoom kỹ này, các bác nhìn chưa? Chân máy này vẫn còn nguyên này. Đây em xem đây phần bên dưới, đây các bác có thể quan sát được cái gang của nó rất là tươi các bác nhé. Đấy, cái da máy này, da máy rất là tươi luôn. Xe cũ thì những cái chiếc xe mà máy tươi thì là nó là sẽ là đi ít các bác. Đấy, chủ đi ít thì nó mới tươi, còn nếu mà đi nhiều nó sẽ thâm xì ngay các bác. Đây các bác nhìn từ con ốc này nó vẫn còn đẹp này này. Đấy, các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ yên tâm một điều là máy nó còn nguyên và xe nó chất thì nó mới có cái da máy như vậy các bác nhé. Đây, từ cái gang máy này nó rất là tươi. Con này thì về vệ sinh đi là nó sẽ sạch thôi. Đấy, xe về cũng mới nên là em cũng chưa làm gì, lên sóng luôn. Đấy, để cho em thì các bác biết tính em rồi, em thì luôn thích những cái điều gì mà mộc mạc nhất, bình dị nhất. Đấy, chứ cũng không phải là sạch sẽ đẹp đẽ thì mới lên sóng cho các bác nhà mình đâu. Mà em thì em luôn làm những cái gì mà nó thật nhất. Đấy, ok. Rồi, ok. Thì cái quan trọng nhất của cái xe cũ mà đời này thì cái máy, từ cái dàn cỏ với cái chân máy nó còn nguyên thì nó là cái tốt các bác. Thì một cái xe mà nó đi ít các bác. Đấy. Rồi, ok các bác. Thì cái tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác nhà mình. Đấy, đó là cái phần đèn các bác nhé. Đây các bác có thể quan sát cái phần đèn của em nó. Đèn ngày xưa của nó đã là pha projector tinh cầu thủy tinh rồi. Và tất cả đèn đóm của nó còn sáng trưng các bác nhé. Đây các bác cứ nhìn sâu bên trong đây. Cái đèn của nó nếu mà đời như này, nói chung là chục năm rồi mà cái đèn nó còn như này thì nó là ok rồi các bác. Đấy, nó không bị gọi là hố mở vẫn đục. Phần logo cũng vậy, sáng choang luôn các bác nhé. Có hơn 300 triệu thôi các bác nhà mình ạ. Phân khúc D đi rồi, sang trọng đẳng cấp. Đây các bác nhìn này, đèn bên này cũng vậy nhé. Đèn bên này cũng rất là đẹp. Đó. Đó. Đèn đẹp các bác nhé. Cái xe này thì cái đầu tiên mà đập vào mắt em là em rất thích, đó là cái biển của xe này. Biển thủ đô và cái biển nó toàn số to thôi, toàn số to và toàn số đẹp. Vâng. Đây các bác nhìn này, nó rất là dài các bác. Đi Nissan Terna thì ở cái Nissan thì em cũng ấn tượng ở cái ghế của nó, cái nội thất ghế của nó, ngồi ghế của Nissan rất là sướng. Và kiểu dáng nó cũng vậy, kiểu dáng rất là dài và đẹp. Trông nó cũng lừng lững tại vì phân khúc D mà các bác. Đấy. Đây, cái vành của nó này cũng vậy, vành còn ok các bác nhé, không có xước sát gì đâu ạ. Từ cái logo nó cũng rất là sáng, logo nó rất là sáng. Và đây, từ cái đèn xi nhan nó cũng vậy này, rất là sáng các bác nhé. Ốp mạ chrome, viền xe. Đấy. Tay lắm cửa cũng là cảm biến khóa mở cửa hết rồi, tay lắm bằng lốc, nhìn cái xe nó rất là sáng. Tay lắm lốc luôn, cửa đóng rất là chắc chắn. Đây, vành này cũng vậy, vành này cũng rất là đẹp các bạn. Từ cái logo này, logo rất là sáng. Dài rộng miên man luôn. Cái Nissan Terna thì đi rất là sướng các bác. Đây, cốp này các bác này.
con này nếu mà so với đời thì nó cũng là đẹp so với đời các bác. Rồi, cho các bác xem cốp này, tất cả thảm lì yếc còn đẹp các bác nhé. Đây, những cái cốp của nó này, từ cái phần tôn yếc của nó rất là sáng các bác, nó không bị han mục mọt gì cả, tôn rất là sáng. Và đây con Nissan thì nó có những cái hộp để đồ, cái cốp cũng rất là rộng. Con này thì đã được dán chống ồn rồi này các bác này. Đây là một cái lợi ích các bác này, dán chống ồn hết rồi. Thường thì xe cũ thì chủ nhân làm được cho mình những cái gì thì đấy là những cái mà sẽ được hưởng các bác. Thì các bác có thể quan sát đây cái đuôi. Em thấy cái đuôi của Nissan nó cũng rất là đẹp. Đuôi của nó bè ra, trông cái xe của nó nhìn nó bệ vệ các bác, nhìn nó bệ vệ, nó chắc chắn. Hai bên là đều có lẹp lốc hết. Ở bên trên cũng vậy, nhìn cái xe nó sang, đèn đóm đẹp các bác nhé. Đời này nhưng mà đèn đã đều là những cái led hết rồi, đều là những cái led. Và đèn nó còn sáng rực luôn này, màu đỏ ánh rực luôn, và màu trắng cũng vậy. Chữ Nissan rất là sáng đẹp, từ cái tem cũng vậy. Đây, mạ chrome sáng bóng luôn các bác. Cảm biến sau này có hết rồi này. Xe toàn lốc là lốc thôi, màu đen mà có những cái viền lốc, nhìn nó xe nó sáng và nó sang các bạn. Đây em quay xa xa một chút này. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là dài và đẹp. To dài. Vành này cũng vậy, đẹp các bác nhé. Vành này sáng và đẹp luôn này. Tất cả mạ chrome đều sáng bóng hết các bác nhé, không có ố mờ hay xỉn đục gì cả, tất cả đều sáng bóng hết. Đây, vành này cũng vậy này. Đó, xinh nhan gương này đẹp các bác nhé, xinh nhan gương rất là sáng, sáng trưng luôn. Okay. Vào khoang nội thất các bác nhà mình nhá. Đây, tất cả nội thất của con này là còn zin hết các bác nhé. Còn những chiếc xe sang ngày xưa là từ những cái vật liệu và chất liệu của nó rất là đắt đỏ và nhiều tiền các bác, nên là từ các chi tiết da ấy, của da của nó rất là đẹp theo thời gian. Tất cả các chi tiết từ cái gỗ cũng vậy. Từ cái bàn táp lô này. Và cái ghế của con này thì thực sự là em rất ấn tượng ở cái gồng ghế của con Nissan này. Ghế của nó to, nó phồng mà nó rất là êm này, các bác ấn này. Có thể là êm ở dưới, chắc là nó sẽ rất là nhiều lớp mút. Cho nên là ngồi cái ghế của Nissan nó ngồi nó rất là sướng, ngồi nó lún sụt xuống một cái luôn các bác. Ngồi nó lún sụt xuống một cái này luôn. Rất là thích luôn. Mà nó ôm người, nó như một cái đệm ấy các bác, như là ngồi trên một cái đệm. Đấy, thì con này nó là một con Nissan bản đủ các bác nhé. Đấy, Nissan thì nó cũng có khá là nhiều bản, nhưng con này này của em nó là bản đủ. Đấy, đây các bác nhìn đây, từ những cái xe nó đẹp thì nó đẹp rất là đều, từ những cái táp lô ấy. Đấy, táp lô ấy nó rất là đẹp, trần chiếc là trắng sáng luôn, tất cả trần chiếc là trắng sáng luôn các bác nhé. Đây, từ những cái phím này các bác có thể nhìn nó không bị ố mờ, nó rất là led đúng không ạ? Đây, từ các cái phím này, nó rất là nét, và đèn lộ start top cũng vậy. Đấy, con này thì đã được chủ nhân lên màn hình Android rồi, rất là nhiều loa luôn, âm thanh con này nghe thì cũng rất là đã. Củ số đây, đẹp các bác nhé. Ghế lái của nó đây. Ghế lái rất là căng, vô lăng đẹp. Đó. Nói chung cái đời 2009 như thế này các bác. Đấy, những cái xe mà đời này thì cái quan trọng nhất của nó là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, máy móc keo chỉ còn zin và ngon.
Đấy, đó là một trong những cái yếu tố mua xe cũ. Và cái nội thất người ta còn giữ được đẹp thì là các bác sẽ được hưởng. Đấy, thì là những bác đấy là giữ xe thì các bác mua lại thì cái giá trị sử dụng nó còn rất là nhiều các bác. Đấy. Này các bác này, da này rất là đẹp đúng không các bác? Da rất là đẹp luôn. Tất cả là còn nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé, không bọc lại đâu ạ. Đấy. Riêng em bán thì cái gì là bọc lại thì em bảo là bọc lại, cái gì nguyên bản thì em bảo là nguyên bản. Đây, ghế của nó rất là đẹp. Con này thì hàng ghế sau chắc là rất là ít khi có người ngồi các bác ạ, tại vì là hàng ghế sau của nó rất là đẹp. Cái da này, những cái da là đặc trưng của cái dòng Nissan là nó nhăn như vậy đấy các bác, chứ không phải là nhiều bác không biết thì cứ nghĩ là có thể là ngồi nhiều nó nhăn, nhưng không phải đâu các bác nhá. Đấy, da tất cả các da của con Nissan Terna kể cả lúc mới da nó đều như này các bác, da nó đều như này tại vì da của nó rất là mềm. Đấy, và cái đặc trưng của dòng xe này nó là vậy, da nó là như này. Đấy, da tất cả các cái xe, cái da nó mới thì nhìn từ những cái đường chỉ các bác nhìn từ những cái đường chỉ nó mới và cái độ da, nhìn cái da của nó căng da và nó khôn các bác, nhìn nó khôn. Ngồi con này thì rất là rộng rồi, loa thì âm thanh con này đã đều được độ trầm độ trước các kiểu rồi. Đấy. Màn hình, ba màn hình, tại con này nó là bản đủ các bác nhé. Đấy, bản đủ thì nó có rất là nhiều màn hình. Đấy. Ghế ngồi rất là êm luôn, ghế con này ngồi rất là sướng. Nói chung đời 2009 nếu mà tìm được một chiếc xe xuất sắc như này thì thực sự với các bác là nó rất là hiếm đấy các bác, rất là hiếm luôn. Tại vì là kiếm được một những chiếc xe đẹp như này thì thực sự rất là khó, vì xe trên thị trường thì nó cũng khá là nhiều, nhưng mà để mà có những cái chiếc xe đẹp thì phải cần một người chủ đi giữ gìn cẩn thận. Còn bác nào mà bác ấy coi cái xe gọi là nó chỉ là những cái mà nhỏ nhặt thì các bác đi không giữ đâu ạ. Và đương nhiên không giữ thì xe nó sẽ không được đẹp được. Còn đây cái xe này của em, tất cả nội thất của em là còn zin hết. Ra tất cả các cái là zin hết các bác nhé, không bọc lại đâu ạ. Đấy, từ cái gioăng cánh cửa ấy, các bác có thể nhìn bên trong. Đấy, xe của em nó đang bẩn. Đấy. Mà nhìn nó vẫn còn, nhìn cái xe nó khôn mà nó tươi. Đây, bác nhìn ra ghế này, căng đét này. Đấy. Căng đét luôn. Các bác nhìn từ những cái này là biết này, xe nó rất là mới này. Đúng không ạ? Đây. Từ những cái này. Rất là mới luôn. Đấy. Còn đặc trưng của da nó là như vậy các bác nhé. Đặc trưng của da nó là mềm, da nhăn. Đấy. Rồi, ok, sang bên này. Đấy. Cái phần lái là cái phần chịu lực nhiều, là cái phần chịu tác động nhiều nhất các bác nhé. Thì đây cái da của nó các bác có thể quan sát nó vẫn còn đẹp, vẫn còn zin. Đấy, da zin nó còn đẹp như này các bác nhé. Táp đi cánh cửa. Da zin rất là đẹp. Đấy. Nó chỉ hơi bóng một chút thôi. Đấy, tại vì tay cái hàng ghế là tay cầm nhiều. Đấy, nhưng mà nó vẫn không bị rách, không bị gì cả các bác. Lái này cũng vậy, rất là căng. Và con này thì rất là nhiều tính năng công nghệ luôn. Mở cốp tất cả các cái rồi đều tự động này. Đấy, ấn vào đây mở cốp này, đèn thì chiếu xa, chiếu xa này. Đấy, tất cả các phím tích hợp trên vô lăng này. Đó. Con này còn có cả cruise control nữa này, đời này em đã có như vậy rồi. Loa này. Đấy. Nói chung là nó là full tính năng và công nghệ các bác, rất là nhiều tính năng và công nghệ luôn. Để nó cho các bác xem, rất là êm luôn. Nói chung là chỉ có hơn 300 triệu thôi, các bác nhà mình đã có một con xe phân khúc hạng D để đi rồi, sang trọng đẳng cấp. Thì nó là một cái mà rất là, chiếc xe này rất là xứng đáng để đi các bác. Thì bác nào mà đang có nhu cầu, bác nào mà đang quan tâm đến một chiếc xe mà hơn 300 triệu thì có thể lưu ý và tham khảo chiếc xe này của em nhé các bác nhé. Đấy. Rất là đẹp đúng không các bác? Quá tuyệt
tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi bác nào mới yêu thì alo cho em để biết thêm thông tin chi tiết nhé các bác nhà mình nhé. Và xin chào tạm biệt các bác nhà mình ạ.